Dạ, mình chào bà con đến với nhà vườn của Nhiên Lê. Hôm nay nhà vườn Nhiên Lê tiếp tục lên giao lưu phô hoa giấy với bà con nha. Mới về cái lô mới rất là đẹp luôn bà con ơi, giá mềm dễ chơi, cây thì cũng dáng nghệ thuật luôn nha, giá thì mềm, giao lưu mua năm tặng một bà con ơi. Sau đây mời bà con mình cùng gặp nhà vườn Nhiên Lê ạ. Anh chào Nhiên. Dạ, em chào anh Liêm. Chào quý cô chú anh chị đang xem clip của em. Hôm nay em giao lưu phô hoa với Mỹ. Rồi để không làm mất thời gian, em vào luôn mã 51 luôn cô chú anh chị. Và nói tiếp clip trước cô chú anh chị. Em đo được vành là 27. Tổng cao là 63. Bộ rễ của nó sổ là 31. Cái mã 51 này em xin giao lưu là 280.000. 280.000 cho mã 51. Tiếp theo, mã 52. Tiếp theo là mã 52 cô chú anh chị. Năm mươi hai em đo được vành là 17, tổng cao là 51, bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã 52 này em xin giao lưu là 120.000, 120.000 cho mã 52. Rồi em xuống mã 52 lên tiếp tục mã 53. Tiếp theo là mã 53. 53 em đo được vành là 20, tổng cao là 54, bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã 53 này em xin giao lưu là 140.000, 140.000 cho mã 53 luôn ạ. Rồi em xuống mã 53 lên tiếp tục mã 54. Tiếp theo mã 54. 54 em đo được vành là 20, tổng cao là 54, bộ đế của nó sổ là 34. Cái mã 54 này em xin giao lưu là 130.000, 130.000 cho mã 54 luôn ạ. Rồi em xuống mã 54 lên tiếp tục là mã 55. Năm mươi lăm đo được vành là 17, tổng cao là 54, bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã 55 này em xin giao lưu là 150.000, 150.000 cho mã 55 luôn ạ. Nhà vườn bao ship nha bà con, mua 5 cây được tặng 1 cây. Tiếp theo 56. 56 em đo được vành là 28, tổng cây là 61, bộ đế của nó sổ là 35. Cái mã 56 này em xin giao lưu là 150.000, 150.000 cho mã 56. Rồi em xuống mã 56 lên tiếp tục mã 57. Năm mươi bảy em đo được vành là 24, tổng cao là 46, bộ đế nó sổ là 35. Cái mã 57 này em xin giao lưu là 180.000 nè. Nhìn kỹ cây rất là đẹp, coi cái 57 một sai bonsai cái là đẹp. 57 180.000. Em bao sống bao ship toàn quốc luôn, mua 5 tặng 1 luôn cô chú anh chị. Tiếp theo là 58. 58 đo được vành là 18, tổng cây là 53, bộ đế của nó sổ là 31. Cái mã 58 này em xin giao lưu là 140.000, 140.000 cho mã 58. Rồi em xuống mã 58 lên tiếp tục mã 59. 59 đo được vành là 18, tổng cây là 46, bộ đế của nó sổ là 29. Cái mã 59 em xin giao lưu là 130.000, 130.000 cho mã 59. Tiếp theo mã 60. 60 em đo được vành là 22, tổng cây là 57, bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã 60 này em xin giao lưu là 130.000, 130.000 cho mã 60 luôn ạ. Rồi em xuống mã 60 lên tiếp tục mã 61. 61 đo được vành là 22, tổng cao là 55, bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 61 này em xin giao lưu là 140.000, 140.000 cho mã 61 luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã 62. 62 em đo được vành là 20, tổng cây là 73, đế của nó sổ là 33. Cái mã 62 này em xin giao lưu là
Cái mã 62 này em xin Zalo là 230.000. 230.000 cho mã 62 luôn ạ. Rồi em xuống mã 62 lên tiếp tục mã 63. Em đo được vành là 23. Tổng cao là 60. Ở đây nó sổ là 40. Cái mã 63 này em xin Zalo là 150.000. 150.000 cho mã 63. Rồi em xuống mã 63 lên tiếp tục mã 64. Em đo được vành là 20. Tổng cây là 59. Của đấy của nó sổ là 30. Cái mã 64 này em xin Zalo là 130.000. 130.000 cho mã 64 luôn ạ. Rồi em xuống mã 64 lên tiếp tục mã 65. Em đo được vành là 20. Tổng cao là 58. Của đấy của nó sổ là 38. Cái mã 65 này em xin Zalo là 140.000. 140.000 cho mã 65 luôn ạ. Nhà vườn em là bao sóng bao xếp mua 5 tặng 1 luôn cô chú anh chị. Tiếp theo mã 66. 66 là cây to cô chú anh chị. Em đo được vành là 29. Tổng cao là 69. Bộ đế của nó sổ là 40. Cái mã 66 này em xin Zalo là 400.000. 400.000 cho mã luôn. Cho mã 66 400.000. Rồi em xuống mã 66 lên tiếp tục mã 67. Mặt hoa của nó là màu hồng cánh sen nhĩ trắng thôi cô chú anh chị. Em đo được vành là 23. Vành cao là 58. Bộ đế của nó sổ là 38. Cái mã 67 này em xin Zalo là 160.000. 160.000 cho mã 67 luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã 68. Em đo được vành là 25. Tổng cây là 56. Bộ đế của nó sổ là 37. Cái mã 68 em xin Zalo là 280.000. 280.000 cho mã 68 luôn cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã 69. Em đo được vành là 22. Tổng cao là 52. Bộ đế nó sổ là 34. Cái mã 69 này em xin Zalo là 130.000. 130.000 cho mã 69. Rồi em lên tiếp tục là mã 70. 70 em đo được vành là 21. Tổng cao là 52. Bộ đế của nó sổ là 34. Cái mã 70 này em xin Zalo là 140.000. 140.000 cho mã 70 luôn ạ. Một cây bonsai rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Giờ em lên tiếp tục là mã 71. Em đo được vành là 19. Tổng cao là 54. Bộ đế của nó sổ là 29. Cái mã 71 này em xin Zalo là 140.000. 140.000 cho mã 71. Rồi em lên tiếp tục là mã 72. Em đo được vành là 19. Tổng cao là 58. Bộ đế của nó sổ là 35. Cái mã 72 này em xin Zalo là 150.000. 150.000 cho mã 72 luôn ạ. Rồi xuống mã 72 lên tiếp tục mã 73. 73 em đo được vành là 30. Tổng cây là 50. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 73 này em xin Zalo là 230.000. 230.000 cho mã 73. Rồi em lên tiếp tục là mã 74. 74 đo được vành là 24. Tổng cây là 49. Bộ đế của nó sổ là 26. Cái mã 74 này em xin Zalo là 200.000. 200.000 cho mã 74 luôn ạ. Bao sóng bao ship toàn quốc rồi cô chú anh chị. Mua 5 tặng 1 luôn cô chú anh chị. Tiếp theo cây mã 75. 75 đo được vành là 20. Tổng cây là 68. Bộ đế của nó sổ là 39. Cái mã 75 này em xin Zalo là 150.000. 150.000 cho mã 75.
Lệnh xuống mã 75 nên tiếp tục mã 76. 76 đo được hoành là 18. Tổng cao là 58. Cô đấy có số sổ là 31. Cái mã 76 xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 76. Rồi em lên tiếp tục là mã 77. Bảy mươi bảy nó được hoành là 19, tổng cao là 61, bộ đế nó sổ là 31. Cái mã 77 này em xin giao lưu là 160.000, 160.000 cho mã 77. Rồi em lên tiếp tục là mã 78. Em đo được hoành là 22, tổng cao là 51, bộ đế của nó sổ là 27. Cái mã 78 này em xin giao lưu là 160.000. 160.000 cho mã 78. Rồi em lên tiếp tục là mã 79. Em đo được hoành là 20. Tổng cao là 56. Mẫu đế của nó sổ là 32. Cái mã 79 này em xin giao lưu là 170.000. 170.000 cho mã 79 luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã 80. 80 em đo được hoành là 24, tổng cây là 62, bộ đế của nó sổ là 35. Cái mã 80 này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho mã 80 luôn ạ. Rồi em xuống mã 80 lên tiếp tục mã 81. Tám mươi mốt em đo được hoành là 17, tổng cao là 53, của đấy của nó sổ là 32. Cái mã 81 em xin giao lưu là 120.000, 120.000 cho mã 81. Rồi em xuống mã 81 lên tiếp tục mã 82. Tám mươi hai em đo được hoành là 24, tổng cao là 56, bộ đế của nó sổ là 39. Cái mã 82 này em xin giao lưu là 180.000. Cây rất là đẹp rồi cô chú anh chị. Rồi xuống mã 82 lên tiếp tục mã 83. Nhà vườn em là bao sống bao ship toàn quốc, mua 5 được tặng 1 luôn cô chú anh chị. Em đo được hoành là 18, tổng cao là 57, bộ đế của nó sổ là 36. Cái mã 83 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã 83. Rồi em xuống mã 83 lên tiếp tục mã 84. 84 đo được hoành là 19. Tổng cao là 43. Bộ đế nó sổ là 30. Cái mã 84 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã 84 bonsai nha cô chú anh chị, rất là đẹp. Nhìn kỹ đẹp ơi là đẹp. Rồi em lên 85. Em đo được hoành là 21, tổng chiều cao là 56, bộ đế của nó sổ là 38. Cái mã 85 này em xin giao lưu là 140.000, 140.000 cho mã 85 luôn. Rồi xuống mã 85 nên tiếp tục mã 86. Em đo được hoành là 17, tổng cao là 56, bộ đế của nó sổ là 34. Cái mã 86 em xin giao lưu là 120.000 cho một hoa giấy Mỹ mã 86. Rồi xuống mã 86 lên tiếp tục mã 87. Cây rất là to nha bà con. Đồng em đo được hoành là 28, bộ đế của nó là 57. Ủa, tổng cao là 57 của chú anh chị, bộ đế của nó sổ là 41. 250. Cái mã 787. 87 này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho mã 87 luôn. Rồi, em lên tiếp tục là mã 88. Em đo được hoành là 19. Tổng cây là 59. Bộ đế của nó sổ là 35. Cái mã 88 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 88 ạ. À.
nên tiếp tục là mã 89, đo được hoành là 24, tổng cao là 50, cái đấy của nó sổ là 33. Cái mã 89 này em xin giao lưu là 180.000, 180.000 cho mã 89 luôn ạ. Nhà vườn em là bao sắm bao ship toàn quốc, mua 5 tặng 1, mua có chú anh chị. Em đo được hoành là 18, bộ đế của nó sổ là 57, ủa tổng cao là 57, bộ đế của nó sổ là 30. Mã 90 này em xin giao lưu là 80.000, mã 90 em xin giao lưu là 80.000, bao sắm bao ship toàn quốc luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã 91. Em đo được hoành là 22, tổng cao cây là 52, bộ đế của cây sổ là 36. Cái mã 91 này em xin giao lưu là 140.000, 140.000 cho mã 91. Rồi em lên tiếp tục là mã 92. Em đo được hoành là 16, tổng cao là 60, bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 92 này em xin giao lưu là 130.000, cây rất là đẹp ơi cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã 93. 93 em đo được hoành là 25, tổng cao cây là 51, bộ đế của nó sổ là 34. Cái mã 93 này em xin giao lưu là 180.000, 180.000 cho mã 93. Rồi em lên tiếp tục là mã 94. Em đo được hoành là 21, tổng cao là 57, bộ đế của nó sổ là 34. Cái mã 94 này em xin giao lưu là 140.000, 140.000 cho mã 94. Em lên tiếp tục là mã 95. Em đo được hoành là 25, tổng cao là 56, bộ đế của nó sổ là 38. Cái mã 95 này em xin giao lưu là 180.000, 180.000 cho mã 95 luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã 96. Em đo được hoành là 18, tổng cao là 51, bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 96 này em xin giao lưu là 130.000, 130.000 cho mã 96 luôn. Rồi em xuống mã 96 lên tiếp tục 97. Cái này đo hoành sao ta? Một cái dáng rất là đẹp ha. 97 đo được hoành là 35, tổng cao là 60, bộ đế của nó sổ là 45. Cái mã 97 này em xin giao lưu là 300.000, 300.000 cho mã 97 luôn ạ. Cây rất là đẹp cô chú anh chị, rất là già luôn á. Rồi em xuống mã 97 lên tiếp tục mã 98. 98 em đo được hoành là 18, tổng cao là 63, bộ đế của nó sổ là 38. Cái mã 98 này em xin giao lưu là 130.000, bao sống bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị, mua 5 tặng 1 luôn nha cô chú anh chị. Em đo được hoành là 24, tổng cao là 50, bộ đế của nó sổ là 38. Cái mã 99 này em xin giao lưu là 230.000, 230.000 cho mã 99. Rồi em xuống mã 99 lên tiếp tục mã 100 chẵn. Em đo được hoành là 26, tổng cao là 60, bộ đế của nó sổ là 34. Cái mã 100 này em xin giao lưu là 250.000, 250.000 cho mã 100. Rồi mã 100 này là cũng mã cuối clip của em. Cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em ạ. Rồi em xin hết ạ. Anh cảm ơn Duy nha. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Hy vọng bà con mình hợp nhãn chốt hết nguyên lô. Clip này 50 cây. Nếu bà con mình chốt hết thì nhà vườn Nhiên Lê sẽ tặng cho bà con mình 10 cây nha.
chúc bà con mình xem clip tôi vui vẻ, hẹn lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.